sáng ngày 17 tháng 8 năm 2016, Prudential chính thức khai trương mô hình văn phòng tổng đại lý theo tiêu chuẩn chất lượng mới tại địa chỉ khách sạn Yên Thanh, tổ 7, khu 1, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Tới dự buổi lễ khai trương có bà Phí Thị Chỉ, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, đồng chí Đặng Đình Sách, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Được thành lập vào năm 1848 tại London, Anh, công ty Prudential là một trong những tập đoàn dịch vụ tài chính trên thế giới, cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, dịch vụ tài chính và quản lý tài sản tại Vương quốc Anh, Mỹ và châu Á. Tại Việt Nam, Prudential hiện có hệ thống kinh doanh rộng khắp với 8 ngân hàng đối tác, hơn 300 trung tâm dịch vụ khách hàng và văn phòng tại 63 tỉnh thành trên cả nước. Trước văn phòng tổng đại lý tại thành phố Uông Bí, công ty đã đưa 20 mô hình văn phòng tổng đại lý mới đầu tiên đi vào hoạt động tại 11 tỉnh thành phố trên cả nước. Tại tỉnh Quảng Ninh, công ty hiện có 7 văn phòng. Các văn phòng tổng đại lý này được xây dựng dựa trên mô hình dịch vụ khách hàng hoàn hảo của Prudential thông qua tiêu chuẩn dịch vụ mới, hình ảnh thương hiệu và chất lượng dịch vụ đồng bộ. Theo đó, Prudential sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm khác biệt từ hệ thống văn phòng ấn tượng hiện đại, thương hiệu đồng nhất và dịch vụ chất lượng cao. Tại lễ khai trương văn phòng tổng đại lý Uông Bí, thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Chữ thập đỏ thành phố, Prudential đã trao 22 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 22 em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn thành phố. Đây là một việc làm nhân văn nằm trong chuỗi các hoạt động vì an sinh xã hội do công ty thực hiện.